Đang lao động thấy các bạn nhổ cỏ vất vả, lớp trưởng có hành động xứng đáng điểm 10. Nhận thấy trời đang nắng gắt, cỏ trên sân trường thì còn nhiều, không biết nhổ tới bao giờ mới xong. Các bạn thì đang miệt mài lao động vất vả đến nhễ nhại mồ hôi. Bạn lớp trưởng nhìn thấy không đành lòng nên đã quyết tâm hy sinh bản thân mình để các bạn được nghỉ. Mày mệt không mày? Mệt. Sẽ cho mày vô nha. Cô ơi, bạn bị xỉu cô ơi. Ngay sau khi kế hoạch được vạch ra, cô nàng lớp trưởng lập tức thực hiện liền tiểu phẩm, lăn ra xỉu cái đùng trước sự hoảng hốt của đám bạn. Nhìn thấy học trò cưng của mình xỉu bất thình lình, cô giáo cũng giật mình thảng thốt. Trong khi đó, nhóm bạn được giải lao một chút để dốc lòng săn sóc cho bạn của mình. Theo cập nhật thì một thành viên trong nhóm, ban đầu mọi người chỉ cần nhổ cỏ một góc nhỏ trong sân, nhưng sau khi kế hoạch động trời của lớp trưởng bị phanh phui, cả nhóm đã được cô giáo ban thưởng nhổ cỏ toàn sân trường với sự giám sát trực tiếp của cô. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng vô cùng thích thú, kể lại câu chuyện về lớp trưởng của mình. Lớp trưởng lớp tôi thì mua hạt hướng dương vào trong lớp, rủ mấy bạn ăn dụng trong giờ học. Nhỏ lớp trưởng lớp tôi kêu rõ to, bắt cả lớp im lặng, xong cái nó quay sang nói chuyện với tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.